Vợ chào anh em á, mình cũng vừa làm được một ít máy ha để gửi cho anh em, nhưng mà chắc làm chưa chưa có xong, chưa có hoàn thiện anh em. Đây là con 16 phép đi GVT ha. Đây là con 16 phép nước ngọt. Đây là con 24 phép GVT luôn. Con đó là con 20 phép thì GVT. Đây những cái con đó, hai con đó chỉ cứ vô con này vô hộp nữa là xong, còn hai con này là chỉ còn miếng ắp nữa. Gắng tranh thủ đi làm xong đi gửi hàng cho anh em luôn ha, các anh em chờ nhận hàng giúp mình ha. Giờ em có đây, đây là những cái biến áp máy máy nhỏ anh em, 5 cái biến áp máy bộ bao vô phi ha, những cái dòng 24 không nè. Đây là 5 cái biến áp. Giờ đây cũng đang gấp, đang bố gấp thêm để làm máy tiếp tục gửi hàng cho anh em. Rồi các anh em nào xài thì cứ liên hệ mình ha. Dòng cơ cơ la điện tử, máy điện tử ha, chuyên đánh thiền và đánh bộ đầy đủ các loại ha. Các anh em nào xài cứ inbox qua mình hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ha, em sẽ tư vấn và báo giá trực tiếp cho các anh em. Rồi các anh em nào xài cứ liên hệ mình ha. Rồi chào anh em.